Laudetu Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Em bé biến mất cùng cha mẹ bị sát hại 42 năm trước, được tìm thấy vẫn sống khỏe mạnh. Pakistan ngăn chặn cuốn sách gửi cho Đức Thánh Cha Francisco. Putin tự so sánh mình với Peter Đại Đế trong nhiệm vụ lấy lại các vùng đất của Nga. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Em bé biến mất cùng cha mẹ bị sát hại 42 năm trước, được tìm thấy vẫn sống khỏe mạnh. Holy Mary mất tích ngay sau khi chuyển từ Florida đến Texas, cùng với cha mẹ của cô, những người mà thi hài của họ đã được xác định vào năm ngoái, 4 thập kỷ sau khi họ bị sát hại. Thi thể của cha mẹ Holy Mary được xác định vào tháng 10 năm 2021, sau khi được tìm thấy ở Texas vào năm 1981. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào của bé Holly cho đến gần đây khi cô bé được tìm thấy đang sống ở Oklahoma và được xác định danh tính. Gia đình đã nuôi dưỡng Holly, không bị coi là nghi phạm trong vụ án mạng của cha mẹ cô. Theo tờ Houston Chronicle, Donna Casasanta, mẹ của Haroldine, đã dành 4 thập kỷ qua để tìm kiếm câu trả lời. Và tuần này rất vui khi nhận được một cuộc điện thoại xác nhận rằng Holly đã được tìm thấy. Tìm thấy Holly là một món quà sinh nhật từ thiên đường kể từ khi chúng tôi thấy cháu lần cuối cùng cách đây hơn 4 thập niên. Bà Casasanta nói trong một tuyên bố do phát ngôn nhân của gia đình đưa ra cho Houston Chronicle. Tôi đã cầu nguyện hơn 40 năm để tìm câu trả lời và Chúa đã đáp lời tôi. Bà Casasanta thường xuyên nhận được thư từ con trai mình sau khi anh chuyển đến Texas, trước khi những lá thư ấy đột ngột dừng lại vào tháng 10 năm 1980. Vài tháng sau, bà nhận được một cuộc gọi nặc danh từ một người nói rằng cô đã tìm thấy chiếc xe hơi của gia đình ở California với 3 người phụ nữ mặc áo choàng trắng lái xe đó. Một trong những người phụ nữ, người tự gọi mình là chị Susan, nói với bà Casasanta rằng con trai bà đã từ bỏ đức tin công giáo và trở thành thành viên của một giáo phái, từ bỏ tài sản của mình và sẽ cắt đứt mọi quan hệ với quá khứ của anh ta, bao gồm cả gia đình của anh ta. Điều đó thật kỳ lạ, bà Casasanta nói với The Houston Chronicle. Chúng tôi thực sự hoảng sợ và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Vào tháng 1 năm 1981, một chú chó săn Đức của cảnh sát đã tìm thấy phần còn lại của một cánh tay người, khiến cảnh sát phải tìm kiếm trong một khu vực ở hạt Harris, Texas. 2 thi thể được tìm thấy một tuần sau đó, nhưng phải 40 năm sau, với những cải tiến trong công nghệ và cơ sở dữ liệu DNA, chính quyền Hoa Kỳ mới xác định được 2 nạn nhân là Haroldine đã bị đánh chết và Tina Dean, vợ anh, đã bị bóp cổ. Cả 2 đã chết một thời gian khá lâu khi họ được phát hiện. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Texas đã tiết lộ rằng em bé Holly đã được thả tại một nhà thờ ở Arizona bởi 2 phụ nữ mặc áo choàng trắng, những người tuyên bố là một phần của nhóm giáo phái. Gia đình Lynn và Klaus thấy một cháu bé đứng trước cửa nhà thờ khóc lóc. Họ đã đưa cháu đến một đồn cảnh sát và sau đó nhận nuôi cháu bé theo đề nghị của cảnh sát. Tờ Houston Chronicle cho biết, gia đình Lynn và Klaus đã tìm kiếm câu trả lời liên quan đến phúc lợi của con gái nuôi của họ, Holly. Nhờ công nghệ mới về DNA, cảnh sát đã biết 2 thi thể ấy là của Haroldine và Tina Dean. Họ cũng khám phá ra Holly là con của 2 nạn nhân. Gia đình Lynn và Klaus cho biết bé Holly vẫn sống khỏe mạnh và hiện đã 42 tuổi. Holly đã được thông báo về danh tính của cha mẹ ruột của cô ấy và đã liên lạc với gia đình ruột của cô ấy và họ hy vọng sẽ sớm gặp mặt trực tiếp. Vị Hồng Y thoát chết trong trận động đất năm 2021, nay phải nhập viện sau tai nạn giao thông ở Haiti. Theo báo chí địa phương, Đức Hồng Y Chipley Blanc-Sloy đã bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở Haiti vào sáng thứ Tư. Vị giám mục 63 tuổi của Les Cayes được cho là không đến mức nguy kịch,
nhưng đã được đưa đến bệnh viện vào ngày 8 tháng 6 vì có thể bị gãy tay sau vụ việc ở miền nam đất nước. Đức Hồng Y Lan Claus cũng đã bị thương trong trận động đất 7,2 độ Richter ở Haiti năm ngoái. Trong vụ động đất năm ngoái, Đức Hồng Y Lan Sloy là chủ tịch hội đồng giám mục Haiti đã thoát chết, trong khi một linh mục Haiti khác ở chung trong tòa giám mục với ngài đã chết trong trận động đất ngày 14 tháng 8 năm 2021. Trong đó, hơn 1.200 người chết và hơn 12.000 người bị thương. Đức Hồng Y Lan Sloy là người Haiti đầu tiên được tấn phong Hồng Y. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco tấn phong vào năm 2014. Dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài, bàn tay con nâng lên Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót pháp thân con, tương lai còn dài Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn. Chúa trong hồn, bàn tay
thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thương quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.